Dạ, Trần Nam mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam nha. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì hiện tại bây giờ anh Gầm Nhỏ và Kim Tiểu Ly đó, và tất cả mọi người đang có mặt tại Vĩnh Lộc nha cô chú anh chị đó. Thì hôm nay là hát một cái tiệc thôi nôi của bé Trâm Anh đó cô chú anh chị đó, nói chung là rất là lớn và hoành tráng. Và anh chủ nhà này nè, đặc biệt rất là đam mê văn nghệ của chú chị, mà anh cứ chung còn rất là trẻ nha. Đó, thì hát cái chung cũng khá là ok. Thì bây giờ Nam sẽ mời tất cả mọi người đi vào bên trong. Đó, khung cảnh ban đêm đó, một sự kiện thôi nôi, nó rất là hoành tráng nha. Đó, nhà chung là cái diện tích đất rất là rộng nha, kêu bằng đại gia ở khu vực ở Vĩnh Lộc đó cô chú chị, thật là khủng khiếp. Và Nam chỉ chúc cho cha áo nè có một sinh nhật tuyệt vời, mau ăn chóng lớn và nhớ nghe lời cha mẹ, chúc cho con thật nhiều sức khỏe, một đời bình an nha. Quá lớn. Đó. Chú. Bé Ly. Bé Ly không mấy tuổi rồi. Không quay quay đàng hoàng mới lên TikTok được chứ. Con của anh. Ở thì em biết rồi. Hả? Ở dưới quê. Đồng xa xa khói trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ hết. Cho một tiếng trầm phóng tay anh Nghị ơi. Dạ một tiếng xin cảm ơn bà cô bán rất nhiều ạ. Trai chém chú chém anh cạn lại đầy. Vô quý vị, em mời quý vị nè. Em xin mời quý vị nam đi lên quý vị ơi. Dạ bây giờ chị Út uống cho tôi miếng đi chị Út. Dạ vô quý vị ơi. 1, 2, 3 vô. Người tri kỷ dẫu ân tình tiếp bạn tâm giao. Cảm ơn em ngày sáng. Sống đời đời phải ngó trước nhìn sau. Phận kẻ thơ phải biết quý người cao tuổi. Đừng khen lợi hết lĩnh mà chạy theo lầm lỗi. Như người sai dạ bây giờ mời quý vị nè. Chào tất cả bà con cô bác, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Chúc cho hôm nay là sinh nhật thôi noi của con. Chú Long chúc cho con ăn mau chóng lớn, thông minh học giỏi, sau này có thành một người rất là hữu dụng cho đất nước nha. Chúc cho tất cả bà con cô bác năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ cảm ơn rất là nhiều. Long sẽ gửi đến ba câu vọng cổ bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Này bình thường quá. Mẹ ơi đường anh quân qua nhiều em uy gian khổ đêm từng đêm con giấc mạc với quân thù. Thank you.
giọt mưa rơi. Non nước mình nó đẹp lắm con ơi, vì độc lập tự do đất trời con phải canh giữ à nghe. Dạ con nghe rồi mẹ. Lời mẹ mấy bữa nay bị cảm quá trời cho nên nó bị nghẹt mũi. Long Xá thêm bài nữa. Long Xá ăn bài nhạc mà dân ca Long hát tết nộ luôn cho nó vui nhà vui cửa. Nhạc phẩm rất là quen thuộc với tất cả bà con cô bác. Nếu mà các anh các chị nào mà có thuộc thì song ca với Kim Tử Long nha. Bài hát được mang tên Trách Ai Dù Tình. Mì thứ em ơi, mì thứ tết nộ. Ok, có ai thuộc không? Có ai thuộc bài hát này rất là quen thuộc mà. Lên hát cho vui. Hey. Yeah. Sẽ qua
sóng đưa xa bờ. Chưa nói.